Ôi dồi ôi, người đẹp này ngồi trong bán tải xem điện thoại cơ à? Đây, giờ mới về đây đây. Thế chị vừa đi đâu về á? Vừa đi mua một chiếc xe về. Mua Thợ bán về tải trước rồi. á? Không, bán tải thì về từ hôm trước rồi. Mua một chiếc xe Vios, thợ thì đánh xe về trước rồi nên giờ chị mới về đến đây. Ngày hôm nay về thêm cho các bác nhà mình một chiếc xe Toyota Vios 2018 nhé. Đây, một chiếc xe khá là thông dụng cho các bác nhà mình, vừa đi gia đình và vừa có thể đi dịch vụ này. Toyota Vios 2018 số sàn, đố em đây là bản gì? 2018 con này lên form mới chưa chị, sao trông nó Lên khác thế? form mới rồi, form mới 2018 mà số sàn sẽ là bản E rồi đúng không? Nhưng bản này bản đặc biệt hơn một chút. Bản này có những 7 túi khí an toàn. Điều Ui, lại đi vào đây cho xem này, đi vào vai ớt đây. bình thường nó cũng 2 hoặc 3 túi khí chứ lấy ra 7 túi khí 7 túi khí an toàn, trang bị đủ 7 túi. Các bác nhà mình luôn đâu, từ chị chỉ cho em xem đây 7 nhá. túi khí nó ở đâu nào. Đầu tiên là bên ghế phụ của em ngồi này. Đây là một này, Đây, thứ hai là vô lăng này. đây vô lăng là hai, Thứ ba đây. Thứ đây ba là chỗ cột chân đây của bác á, tài. Đây, 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 ký hiệu là đây. Ba này. 3 túi khí à? À Thứ đây em nhìn thấy tư, đây. đây, thứ tư là đây. Đây em nhìn thấy 4 rồi, bên này chắc chắn là một Thứ cái nữa. năm. Năm. Thế 6, 7 Ghế, đâu? ghế, chân em cứ lấy lên. Chân Đây, em, à, 6 và 7. 6, bên kia là như thế luôn là Đây 7. luôn nữa, 7 túi khí, đủ 7 túi khí Đây, an toàn chưa? tận 7 túi khí an toàn. 7 túi khí trang bị an toàn. Hơn thế nữa, em này còn hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đồ đèo đầy đủ nhá. Nhiều chức năng thế à? 2018 form mới, em nhìn này, quay cho các bác xem vô lăng này. Từ vô lăng cho đến củ số phanh tay siêu đẹp luôn, form mới mà. Đấy. Thế 2018 này gần như là xe lướt rồi mà đẹp thế này á? Xe lướt rồi nhưng giá này không hề lướt tí nào. Con này nó có đến 500 không? Không, làm gì? Bây giờ 600 thì con này chỉ 375 triệu thôi. Thế thôi à? Số sàn 2018 các bác nhé. Nội thất ghế da cao cấp, khoang hành ghế này các bác nhìn này. Phân khúc cỡ B nhưng rất là rộng luôn. Trần da 6D, bác nào mà con nhỏ hay là hay sợ bẩn dễ dàng vệ sinh lau chùi luôn. Quan trọng là các bác cho các bác xem hết cột kèo keo chỉ đi. Đấy, từ cái táp ni, táp lô nó phải zin đẹp cả xe. Số sàn 2018 375 triệu bao rút hồ sơ. Chị ơi, thế cái lốp bên này nó có cái chấm chấm đỏ đấy gì ấy, sao đây lại có cái chấm đỏ này này? Đấy là cái em lốp mới nhá. À. Còn nguyên zin từ nhà máy luôn. Tức là gai xe lốp luôn à? Xịn luôn đấy, lốp đẹp. Hai bánh trước trang bị phanh ABS chống bó cứng. 5 năm rồi mà lốp vẫn còn đẹp như này. Ừ, lốp xịn luôn, lốp nó phải là đẳng cấp chứ này. Đây, quay cho các bác xem cả cái khoản gầm bệ này. Khi các bác xem xe này, gầm này, bệ này, sàn này, các bác xem để ý lốp cho em này. Đây ạ. Đây, các bác nhìn này. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp và sàn bệ các bác nhìn nó phải mướt như thế này. 2018 nó phải đẹp như gái 18 luôn các bác nhé. Số sàn, máy zin, cột kèo keo chỉ nguyên bản theo xe. Thảm chống nóng, cách ồn giữ nhiệt còn giữ nguyên nhá. Đây, từ những cái bấm đinh tán hay là những cái keo chỉ này. Máng nước hai bên còn nguyên và đẹp như này. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ em rồi. Bác nào đang cần tìm một chiếc xe vừa đi gia đình, màu trắng quốc dân. Trong cái mùa cưới hỏi này thì các bác có thể mua chiếc xe này về cực kỳ nhanh thu hồi vốn nhé. Đi gia đình này, đi dịch vụ này. Hơn thế nữa em này còn có thể chạy thêm cả dịch vụ hoa cưới hỏi nhé. 375 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình về chiếc xe Toyota Vios 2018 nhé. Alo trực tiếp cho em Lê Hương qua số hotline 0354602790. Em Hương tư vấn và hỗ trợ các bác nhé.